Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng cuối ngày hôm nay, thứ bảy, ngày 24 tháng 12 năm 2022. Mình phát cảm ơn các bạn rất nhiều. Thưa các bạn, chốt phiên giao dịch hôm nay thứ bảy, ngày 24 tháng 12, giá vàng trong nước ghi nhận biến động tăng giảm trái chiều ở các thương hiệu. Theo đó, chốt phiên hôm nay, giá vàng được các cửa hàng kinh doanh điều chỉnh mức giá từ 100 cho đến 200 nghìn đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Trong khi đó, giá vàng thế giới đã chốt phiên tuần vào rạng sáng nay ở dưới ngưỡng 1.800 đô la Mỹ một ounce. Cụ thể, với mức điều chỉnh này, giá vàng SJC ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng ở chiều mua hiện đang có mức giá 66.150.000 đồng một lượng, chiều bán 66.970.000 đồng một lượng, tăng 50.000 đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Tại thành phố Hồ Chí Minh, vàng SJC vẫn đang mua vào với mức tương tự tại khu vực Hà Nội và Đà Nẵng, nhưng bán giá thấp hơn 20.000 đồng một lượng. Biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán tại SJC là 800.000 đồng một lượng. Vàng SJC tại Doji ở khu vực Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đang có mức giá như sau. Tại Hà Nội đang có mức giá chiều mua 65.900.000 đồng một lượng, chiều bán 66.900.000 đồng một lượng, tăng 100.000 đồng một lượng chiều bán và giữ nguyên chiều mua. Tại thành phố Hồ Chí Minh ở chiều mua đang giao dịch tại mức 66 triệu đồng một lượng, chiều bán 66.800.000 đồng một lượng, giá không thay đổi so với phiên liền trước. Biên độ chênh lệch giữa chiều mua và chiều bán tại Doji từ 800 cho đến 1 triệu đồng một lượng. Vàng SJC tại PNG ở khu vực Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh trong phiên ngày hôm nay đều không có sự thay đổi ở cả hai chiều mua bán và vẫn giữ nguyên giá ở phiên liền trước. Tại Hà Nội đang có mức giá chiều mua 66 triệu đồng một lượng, chiều bán 66.900.000 đồng một lượng. Tại thành phố Hồ Chí Minh cũng có mức giá tương tự khi ở chiều mua đứng tại mức 66 triệu đồng một lượng, còn ở chiều bán 66.900.000 đồng một lượng. Biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán tại PNG là 900.000 đồng một lượng. Giá vàng SJC ở các tổ chức lớn và một số ngân hàng. Tại Phú Quý SJC tăng 50.000 đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Ở chiều mua hiện đang có mức giá 66 triệu đồng một lượng, chiều bán 66.850.000 đồng một lượng. Tại Bảo Tín Minh Châu tăng 60.000 đồng một lượng chiều mua và 40.000 đồng một lượng chiều bán. Ở chiều mua hiện đang đứng tại mức 66.020.000 đồng một lượng, chiều bán 66.830.000 đồng một lượng. Tại My Hồng SJC tăng 150.000 đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Ở chiều mua hiện đang có mức giá 66.250.000 đồng một lượng, còn ở chiều bán 66.950.000 đồng một lượng. Tại ngân hàng Eximbank tăng 200.000 đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Ở chiều mua hiện đang giao dịch tại mức 66.100.000 đồng một lượng, chiều bán 66.800.000 đồng một lượng. Giá vàng nhẫn vô số 9 vàng nữ trang trong phiên ngày hôm nay ngược chiều với giá vàng miếng SJC khi cả chiều mua và chiều bán đều có mức điều chỉnh giảm từ 21.000 đồng một lượng đến 50.000 đồng một lượng. Theo đó, ở chiều mua hiện đang niêm yết mức giá từ 20.462.000 đồng một lượng đến 52.900.000 đồng một lượng. Còn ở chiều bán có mức giá niêm yết từ 22.462.000 đồng một lượng đến 53.900.000 đồng một lượng. Thưa các bạn, giá vàng thế giới đã chốt phiên tuần vào rạng sáng nay tại mức 1.797,69 đô la Mỹ một ounce. Trong phiên, vàng thế giới đã tăng 5,33 đô la Mỹ với tỷ lệ 0,3%. Mức giao dịch thấp nhất trong phiên cuối tuần 1.791 đô la Mỹ và cao nhất 1.803 đô la Mỹ một ounce. Tiền điện tử Bitcoin hiện đang giao dịch ở quanh ngưỡng 16.827 đô la Mỹ một đồng. Trong phiên đã tăng 0,3%. Chỉ số đồng đô la Mỹ thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác cũng chốt tuần tại mức 104,325 điểm. Trong phiên đã giảm 0,07%.
Bên cạnh đó, lãi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Mỹ chốt tuần tại mức 3,751% một năm, trong phiên đã tăng 1,87%. Giá dầu thô thế giới chốt tuần tại mức 79,384 đô la Mỹ một thùng, tăng 1,49% trong phiên. Thưa các bạn, giá vàng thế giới mặc dù tăng ở phiên cuối tuần nhưng vẫn phải chịu chốt ở dưới ngưỡng 1.800 đô la Mỹ một ao. Vàng thế giới hiện nay quy đổi theo tỷ giá USD ngân hàng hiện đang có mức 52.400.000 đồng một lượng. Như vậy, vàng thế giới hiện đang thấp hơn vàng miếng trong nước 14.600.000 đồng một lượng và thấp hơn vàng nhẫn bố số 9 1.500.000 đồng một lượng. Giá vàng thế giới đã nhích nhẹ ở phiên cuối tuần với giá vàng giao ngay đã tăng 5,33 đô la Mỹ, chốt toàn ở mức 1.797,69 đô la Mỹ một ao. Vàng tương lai tháng 2 giao dịch lần cuối ở mức 1.806 đô la Mỹ, tăng 10,7 đô la so với rạng sáng ngày trước đó. Kim loại quý thế giới trong phiên giao dịch cuối của tuần được hỗ trợ bởi lực mua kỹ thuật khi biểu đồ ngắn hạn đang cho thấy kim loại quý đang trong hướng tăng. Với sự kiên cường của vàng trong thời gian gần đây, không ít các chuyên gia lạc quan về kim loại quý trong năm tới. Với các dự báo trong năm 2023 sẽ là năm thú vị và hấp dẫn đối với vàng khi giá sẽ tăng cao hơn đáng kể trong năm và đến năm 2024. Kim loại màu vàng đã sẵn sàng tăng giá sau giai đoạn củng cố kéo dài 2 năm vừa qua. Vàng đang được đẩy mạnh lên mức 1.900 đô la Mỹ một ao. Tuy nhiên, trước khi vàng bắt đầu đợt tăng giá lớn, kim loại quý màu vàng này sẽ phải chịu một đợt giảm giá nữa. Chiến lược gia vĩ mô cấp cao của hãng tin Bloomberg cũng cho rằng vàng là tài sản hoạt động tốt nhất vào năm 2023. Đặc biệt, khi kinh tế suy yếu sẽ khiến cho Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed phải bắt đầu nới lỏng các chính sách tiền tệ tích cực của mình. Vàng có thể vượt lên trên ngưỡng 2.000 đô la Mỹ một ao vào năm 2023 và không bao giờ nhìn lại. Đáng chú ý là khi Fed chuyển từ giai đoạn thắt chặt tốc độ cao nhất trong 40 năm sang nới lỏng, vàng sẽ được hưởng lợi lớn. Vàng đã có lợi thế hơn so với kim loại công nghiệp kể từ năm 2006, khi đường cong lợi suất 2 năm so với 10 năm phục hồi sau giai đoạn đảo ngược. Tuy nhiên, một số ý kiến khác cho rằng dữ liệu kinh tế Mỹ mạnh hơn mong đợi được công bố vào hôm thứ Năm vừa qua là một hồi chuông cảnh tỉnh cho các thương nhân và các nhà đầu tư rằng Fed rất khó có thể ngừng thắt chặt chính sách tiền tệ cho đến tận cuối năm 2023. Báo cáo tổng sản phẩm quốc nội tốt hơn cũng cho thấy nền kinh tế của Mỹ chưa sẵn sàng rơi vào suy thoái. Còn ở tại thị trường trong nước, giá vàng được dự báo rất khó tăng cao trong dịp trước và sau Tết Nguyên đán. Nguyên nhân được cho rằng nhu cầu người tiêu dùng hiện đang ở mức thấp và phần lớn người dân và các nhà đầu tư đã chuyển dòng tiền sang gửi tiết kiệm khi lãi suất tăng cao và hấp dẫn. Bên cạnh đó là thị trường quốc tế chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ lễ kéo dài. Do đó, thị trường tài chính quốc tế sẽ ít biến động. Rồi, bản tin cập nhật giá vàng cuối ngày hôm nay, thứ Bảy, ngày 24 tháng 12 năm 2022 trên kênh của Minh Phát đến đây cũng xin được khép lại. Minh Phát cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video này nhé. Chúc các bạn cùng gia đình buổi tối thật nhiều sức khỏe và tràn ngập niềm vui. Các bạn cũng đừng quên nhấn giúp Minh Phát một like nhé. Xin trân trọng cảm ơn. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin tiếp theo.